Dạ, sau khi mình điều trị 2 lần đó thì mình thấy cái da của mình đó cải thiện như thế nào vậy chị ha? À, chị thấy da chị là nó căng bóng nè, nó se khít lỗ chân lông, Dạ. nó đều màu hơn nữa, chị thấy nó tươi hẳn lên, nói chung là Dạ. chị thấy chị trẻ ra đó. Dạ mình đi ra ngoài cũng tự tin hơn đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Thì trong quá trình làm chị có thấy đau không chị? À, không không đau, chị chỉ thấy là hơi châm chích nhẹ nhẹ thôi à Dạ, đó. tại vì trước lúc làm mình có được ủ tê rồi cho nên là trong quá trình làm thì mình cũng không có cảm giác gì mấy đâu đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái phương pháp cũng như là cái liệu trình chị Vân đang làm được không ạ? Hiện tại thì chị Vân đang thực hiện liệu trình Super Nano Collagen tại BB Thanh Mai. Đây là một cái liệu trình mà được rất là nhiều khách hàng ưa thích, bởi vì BB Thanh Mai hiện tại đang sở hữu một cái công thức độc quyền về cái công nghệ này, với những cái thành phần rất là tốt cho da, đó là những cái axit amin và những cái vitamin HA, và đặc biệt là trong đó có glutathione là một chất chống oxy hóa rất là mạnh và giúp đem lại sự trắng sáng hồng hào cho làn da. Thì khi mà chị Vân đã thực hiện sau 2 buổi liệu trình Super Nano Collagen thì hiện tại là chị Vân là bác sĩ đánh giá là thấy rõ là thứ nhất là mình thấy là những cái lỗ chân lông vùng hai bên cánh mũi thì đã cải thiện rất là tốt, và thứ hai là nền da bóng khỏe nè, săn chắc, sáng hơn rất là nhiều. Và hiện tại thì chị Vân chắc là cũng đang mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì mình đạt được cái mong muốn của mình đúng không chị? Đúng em. Dạ. Dạ, thì em cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ cũng như là của chị Vân. Thì em mời bác sĩ cũng như là chị Vân tiếp tục làm buổi thứ ba của mình ạ. Dạ, em mời chị ạ. Dạ, để có một làn da căng bóng, khỏe, trắng sáng như chị Vân thì quý khách hàng hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin cho trực tiếp BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn ạ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi buổi livestream của ngày hôm nay ạ.